Dạ vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay BM vừa mới cho ra lò hai dòng sản phẩm. Đầu một cây cô tiên mùa nhá. Vừa mới lắp hoàn thiện xong hai dòng sản phẩm này để mà giới thiệu đến cho tất cả các khách hàng trên cả nước được biết đến sản phẩm của xưởng bên em. Bên cạnh những dòng sản phẩm đó là các cây như là cây đàn, chim đại bàng, đồng hồ tứ trụ 21 và tứ trụ 23, 27. BM có làm thêm đồng hồ cây cô tiên là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều các bác khách hàng yêu thích trong thời gian gần đây. Cái này thì em mới hoàn thiện xong vào phun màu rất chỉ là sáng rồi nhá. Màu rất chỉ là bóng bẩy. Các bác biết rồi, những dòng sản phẩm này tùy theo sở thích của khách hàng phun màu bóng, phun màu sáng hoặc màu tối. Hoặc là các bác để màu như này thì một năm sau màu nó sẽ xuống dần, nó sẽ tối dần, nó không được sáng như này nữa các bác nhé. Các bác nào chơi hàng gỗ thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà bên em luôn luôn là đã cam kết với các bác phun làm sao cho cái màu vân gỗ của nó được nổi nhất, để các bác được có một cái cây hàng đẹp và nổi bật trong ngôi nhà nhà mình. Hoàn thiện rất chìa kỹ càng từng những góc cạnh một của nhá. Cái này em làm bằng chất liệu là gỗ hương đá của Lampi. Hàng gỗ nói 100% mà không có pha tạp, không có bén rác. Cao là 2m25, rộng 88 và sâu sẽ là 55 phân. Đấy, coi nhìn thấy này, đường nét nội tiết hoa văn. Và bên cạnh đó em có thêm một cây ở phía đằng trong này nữa. Hoàn thiện cho các bác hai cây để các bác nào yêu mến lựa chọn. Bởi vì những cây cô tiên này thì không phải lúc nào hàng có ở xưởng. Đấy. Chúng ta sẽ đi các bác nào đặt hàng thì bên em mới sản xuất ra. Thì hiếm khi mà bên em có nhiều cây cô tiên. Còn tứ trụ thì bên em lúc nào cũng có. Tứ trụ lúc nào cũng có mọi người nhá. Tứ trụ rất nhiều. Tứ trụ rất nhiều các dòng sản phẩm tứ trụ để phục vụ các bác. Tứ trụ nó là những dòng phổ thông và không gian phòng khách nào cũng lựa chọn được, kê được. Còn cây cô tiên không phải là ai cũng chơi được cây cô tiên. Cây cô tiên sẽ làm cho các bác nổi bật cho không gian phòng khách nhà mình lên rất nhiều. Với sản phẩm cô tiên nguyên khối từ trên đỉnh xuống phía dưới chân. Đây các bác nhìn thấy. Từ trên đỉnh xuống phía dưới chân mọi nhá. Rất đẹp. Rất đẹp đấy. Đấy. Và hoàn thiện 100% là chất liệu phun bóng PUM sáng và lổi, kể cả trong và ngoài, mặt trước mặt sau. Đấy, đây. Sờ vào rất mịn màng rồi nhá. Các bác cứ sờ vào sản phẩm bên em thì chúng ta sẽ biết được chất lượng sản phẩm nó đẹp như thế nào. Nhiều khi các bác nhìn trên là quay những video như này thôi thì các bác cũng không biết được hết là những cái phần mà này nó bóng như nào đâu. Đấy, ngoài ra thì các xưởng nếu mà làm được hoàn thiện đẹp như bên em thì các bác có thể lựa chọn, còn không thì các bác lựa chọn bên em. Để làm sao bên em không tiếc gỗ, không tiếc sơn, không tiếc công hoàn thiện cho người. Nhiều cơ sở họ chỉ cần bớt đi 1-2 công thợ thôi, 1-2 lớp sơn thôi, nó sẽ bán rẻ cho các bác được khá chi là nhiều ấy. Một công thợ bây giờ là 400.000, hai công là 800.000 và sơn này sơn rất đắt tiền mọi nhá. Để mà sơn cả lót, sơn nót này, sơn màu này, sơn bóng này, kể cả trong và ngoài như thế này thì không phải là đơn vị nào cũng dám làm cho các, không phải đơn vị nào cũng dám làm mọi nhá. Để bỏ ra rất nhiều tiền mới làm được một cây đẹp cùng một kiểu dáng thiết kế như thế này, nhưng mà cây nó phải đặc biệt và đẹp mắt mọi nhá. Với dòng sản phẩm này các bạn nào yêu mến thì liên hệ trực tiếp qua xưởng em. Em đang lắp phụ kiện này là lắp phụ kiện bằng nhôm. Các bạn nào yêu mến thì có thể lắp phụ kiện bằng đồng như này. Đấy, kính đẹp đồng. Kính đẹp đồng thì cây cô tiên thì không lắp được, chúng ta chỉ lắp được phụ kiện đồng thôi. Kính đẹp đồng thì lắp cho đồng hồ tứ trụ là được. Đấy, chúng ta lắp phụ kiện bằng đồng giống như thế này. Là máy đồng, còn máy Sunny phụ kiện là phụ kiện đồng. Cái này thì đồng với nhôm nó tranh nhau của nó là hơn 1 triệu đồng rồi nhá. Với cây đồng hồ mà cây cô tiên như này thì bên em đang bán cho bác với giá là 12 triệu đồng. 12 triệu đồng rồi nhá. 12 triệu đồng. Còn đối với các bác nào mà yêu mến dòng sản phẩm mà lắp bằng phụ kiện bằng đồng như này, đồng thì nó đắt hơn của nó 1 triệu 2 thì em đang bán là 12 triệu. À xin bác 13 triệu 200 nghìn. Là 12 triệu 3. À, đắt hơn 1.2 triệu đúng không? 1.2 triệu. Đấy, nên em lấy đúng bằng giá mà em nhập ra mà chỉ lấy tiền công lắp thôi chứ không có lấy thêm bất kỳ lời nào về phần máy cả. Đấy. Bảo anh máy cho bác là máy Sunny Hàn Quốc, bảo anh máy là 35 rồi nhá. Bảo anh máy 1-1 cho bác luôn. Bên trong lắp pin. Pin. Đấy, có tiếng chuông, tiếng nhạc đầy đủ theo giờ đánh chuông. À, các bác liên hệ trực tiếp qua xưởng. Qua số điện thoại là 0961033970. Em tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hào, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đặt hàng của nhé. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.